Cúp Quốc gia 2023 khởi tranh vào 31 tháng 3 năm 2023, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Chiều 11 tháng 7, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón đội hạng nhất PVFCNĐ trên sân nhà Pleiku thuộc khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc gia 2023. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa một đều, trong đó Tuấn Anh là người gỡ hòa cho đội chủ nhà với cú dứt điểm treo góc. Tuy nhiên chính anh cũng là người đã hỏng ở lượt thứ 5, rồi sau đó Hữu Phước đã hỏng khiến cho Hoàng Anh Gia Lai vượt mất chiến thắng. Chia sẻ về Tuấn Anh, người hùng gỡ hòa cho Hoàng Anh Gia Lai bỗng hóa tội đồ ở loạt luân lưu, huấn luyện viên Kiatisak Senamuang lên tiếng động viên học trò. Tuấn Anh ghi bàn gỡ hòa nhưng lại sút hỏng 11 mét. Rõ ràng trong bóng đá không có gì dễ dàng cả. Tuấn Anh hôm nay đã cống hiến hết khả năng rồi. Chúng tôi phải khẩn trương quên đi trận này để tập trung vào những trận đấu tiếp theo. Ở giai đoạn 2 của V-League 2023, chúng tôi trận nào cũng phải cố gắng hết sức. Kết quả hòa khiến cho hai đội phân định thắng thua bằng loạt luân lưu và chung cuộc, Hoàng Anh Gia Lai thua 4-5 trước PVFCNĐ. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai sút hỏng 2 lượt, còn đội khách sút hỏng 1 lượt. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.